Các bạn thân mến, trong thời điểm hiện tại mà nếu như các bạn gặp phải những người có triệu chứng cảm sốt ho giống như là Ngọc Mai gặp khi nãy thì chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ lo lắng không kém gì Ngọc Mai đâu. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, Covid-19 đang diễn biến khá là phức tạp và những cái bệnh vặt như mà khi nãy Ngọc Mai thấy thì nó cũng liên quan gây ra những ảnh hưởng đến đường hô hấp. Và vì vậy thì chúng ta dễ dàng nhầm lẫn giữa đâu là Covid-19 và đâu là các bệnh vặt thông thường khác. Vậy thì trong video lần này thì hãy cùng Ngọc Mai theo chân biên tập viên Lê Nhi, chúng ta gặp bác sĩ để có thể phân biệt được giữa Covid-19 với lại những bệnh thông thường nha. Từ trước đến nay thì ho cảm sốt thông thường ít được người ta quan tâm hay lo lắng. Nhưng mà từ khi có dịch Covid-19 thì cái sự tiến triển nặng nề và nguy hiểm của căn bệnh này đã làm cho mọi người rất là lo lắng, hoang mang. Với các triệu chứng ban đầu thường là ho, sốt, mệt mỏi. Đây là những cái triệu chứng rất thường gặp ở những cái bệnh cảm thông thường khác. Chính vì vậy nên mọi người cần chú ý rà soát những cái yếu tố dịch tễ của mình, xem lại những nơi mình đã đi, đã đến, đã làm việc, đã sinh hoạt, đã vui chơi. Thường xuyên theo dõi các thông tin về việc công bố địa điểm, nơi những cái ca nhiễm Covid-19 hoặc những thời điểm mà những cái ca nhiễm Covid-19 xuất hiện, để từ đó rà soát lại xem mình có mối liên hệ nào về mặt tiếp xúc gần cũng như tiếp xúc xa, để đưa ra quyết định rằng mình nên ở nhà gọi điện để được tư vấn về y tế hay không. Nếu như không có mối liên hệ rõ ràng nào về dịch tễ thì mọi người cũng đừng có chủ quan mà hãy đến cơ sở y tế để được khám sàng lọc, tư vấn, chữa trị những bệnh lý hô hấp khác hay là để đề xuất các phương án cách ly phù hợp. Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời tăng cao dễ gây đau đầu, choáng váng hay sốt cao do sốc nhiệt. Ho, viêm họng hạt hay viêm amidan, viêm mũi xoang đều là viêm nhiễm hô hấp dễ mắc trong mùa hè. Nhiều người lại thường có thói quen bật quạt nhiều, mạnh, sử dụng điều hòa nhiệt độ thấp. Đồng thời, một số người tắm lạnh ngay sau khi vừa ra khỏi trời nóng hoặc bật điều hòa ở nhiệt độ thấp. Tất cả những việc này đều gây ra sự thay đổi nhiệt đột ngột, do đó làm giảm sức đề kháng của đường thở, làm gia tăng nhiễm khuẩn đường hô hấp. Trong mùa hè, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp tăng nhiều. Tất cả những triệu chứng trên cùng nằm trong nhóm bệnh gây ảnh hưởng đến đường hô hấp. Vậy nên chúng ta thường dễ nhầm lẫn triệu chứng nhiễm Covid-19 với các loại bệnh hô hấp thông thường khác. Nhiều trường hợp, các triệu chứng ban đầu của Covid-19 có thể biểu hiện giống như cảm lạnh thông thường như ho, đau họng. Nếu bạn có triệu chứng cảm lạnh, cũng nên tránh xa mọi người để tránh lây lan. Theo các chuyên gia quốc tế của WHO tới Trung Quốc tìm hiểu về dịch bệnh Covid-19 và cách kiểm soát dịch của nước này, không phải ai cũng biết hai dấu hiệu triệu chứng mang tính cảnh báo đầu tiên là sốt và ho khan. Nhiều người vẫn tin chúng là dấu hiệu của sổ mũi hay cảm lạnh. Coronavirus sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ tác động trước tiên tới phổi và thường gây sốt, ho khan, khó thở. Hai triệu chứng quan trọng cần phải hành động khẩn cấp là sốt dai dẳng và khó thở. Nếu bị sốt mà uống thuốc hạ sốt không giảm hoặc khó thở tức ngực, hãy mau gọi cho các cơ sở y tế hoặc bác sĩ để giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc lây lan bệnh. Hãy ở nhà nếu bạn cảm thấy bị bệnh, ngay cả khi có các triệu chứng nhẹ, không đi làm, đi học hoặc đến nơi công cộng và tránh giao thông công cộng. Có thể phân biệt Covid-19 với các bệnh cảm lạnh thông thường, dị ứng và cúm qua 3 triệu chứng biểu hiện phổ biến và rõ ràng nhất là sốt, ho khan và khó thở. Triệu chứng cuối cùng khó thở chính là triệu chứng không liên quan đến cảm lạnh hay cúm, mặc dù khá phổ biến với các chứng dị ứng. Nếu bạn bị hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng bạn không bị Covid-19. Cúm có xu hướng gây cảm giác đau nhức, khó chịu trong cơ thể hoặc mệt mỏi hơn bệnh Covid-19.
Tuy nhiên, một điều rất cần mọi người lưu ý đến đó là báo cáo thống kê của ngành y tế cho thấy có hơn 60% bệnh nhân không có triệu chứng khi phát hiện mắc COVID-19. Điều này gây khó khăn cho việc phòng chống dịch bệnh, nhất là việc lây lan trong cộng đồng. Do đó, bạn cần phải bảo vệ sức khỏe thật tốt trong mùa nắng, mùa dịch bệnh COVID-19, không để bản thân bị bệnh liên quan đến đường hô hấp và hạn chế ra đường khi không cần thiết. Và như vậy thì bây giờ Ngọc Mai và các bạn cũng đã rõ được đâu là những biểu hiện của COVID-19 và đâu là biểu hiện của các bệnh vặt thông thường khác rồi. Và Ngọc Mai xin chúc cho các bạn sẽ luôn giữ được một tinh thần cũng như là sức khỏe ổn định để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này nha.